Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục bài học số 9 ở trong chương trình tiếng Anh lớp 8. Chúng ta gọi Unit 9. The topic is a first at course. Cái khóa học sơ cứu ban đầu. Khóa học sơ cứu ban đầu. Và trong mỗi phần, trong mỗi unit thì bao giờ phần đầu tiên cô sẽ hướng dẫn các bạn những cái từ mới mà các bạn sẽ gặp ở trong bài học của chúng ta. Chúng ta cùng đi vào phần số 1 của chúng ta, phần từ vựng. Vocabulary. Phần từ vựng. Vậy trong xuyên suốt những bài này thì chúng ta sẽ có những cái từ mới sau. Từ số 1 chúng ta có từ anchor hole. Anchor hold ở đây là một danh từ, và đây là một danh từ chung nói về những cái chất có cồn, hoặc chúng ta có thể dịch đó là rượu hoặc là chất có cồn. Chất có cồn hoặc là rượu. Anchor hold. Tiếp theo từ số 2 chúng ta có ambulance. Ambulance. Ambulance là một danh từ và nghĩa của từ này là xe cứu thương. Xe cứu thương, ambulance. Từ mới số 3, chúng ta có từ awake. Awake ở đây đó là tính từ, adjective. Và nghĩa của từ awake này chính là tỉnh. Tỉnh. Từ mới tiếp theo chúng ta có đó là từ bite. Bite ở đây nó là một danh từ và nghĩa của nó chính là vết cắn. Vết cắn. Từ vựng tiếp theo chúng ta có từ bleed. Bleed là động từ, nó có nghĩa là chảy máu. Chảy máu. Và nó bắt nguồn từ cái danh từ của nó chính là blood. Và blood ở đây chính là gì ạ? Máu. Từ vựng số 6 chúng ta có từ burn. Burn ở đây nó là một danh từ và nghĩa của nó chính là vết bỏng. Thông thường các bạn hay thấy burn nếu nó là một động từ thì nghĩa của nó là cháy, đúng không ạ? Nhưng ở đây nó danh từ thì nghĩa của nó lại là một vết bỏng. Từ vựng tiếp theo chúng ta có từ concert. Concert ở đây nó là một tính từ, adjective, và nghĩa của nó là trong trạng thái tỉnh táo. Trong trạng thái tỉnh táo. Concert. Tiếp theo chúng ta có từ vựng số 8 chính là crutch. Crutch ở đây nó là một danh từ và nghĩa của nó chính là cái nạng. Cái nạng. Từ mới số 9 chúng ta có từ ease. Ease ở đây là một động từ, một ký hiệu là verb, và nghĩa của nó chính là làm dịu đi. Làm dịu đi. Ease. Từ mới tiếp theo chúng ta có từ elevate. Elevate là một động từ và nghĩa của nó là nâng lên. Elevate. Nâng lên. Từ mới số 11 chúng ta có từ emergency. Emergency ở đây đó chính là một danh từ và nghĩa của nó chính là cấp cứu hoặc là khẩn cấp. Cấp cứu hoặc là khẩn cấp. Từ vựng tiếp theo ở trong bài chúng ta sẽ gặp đó là faint. Faint ở đây là một động từ và nghĩa của từ faint này chính là ngất xỉu.
Ngất xỉu. Tiếp theo, chúng ta có từ số 13, đó là từ Frog S. Chính là từ chúng ta gặp ở trong bài đúng không ạ? First aid. Đây là một danh từ. Và nghĩa của first aid này chính là sơ cứu. Sơ cứu. Từ vựng số 14 chúng ta có từ injection. Và các bạn thấy thông thường injection thì chúng ta đó chính là thường đấy là dấu hiệu nhận biết của loại từ đó chính là danh từ. Injection ở đây chính là mũi tiêm. Mũi tiêm. Injection. Một từ mới nữa chúng ta có đó chính là injured. Injured. Kết thúc là đuôi ed thì nó thường sẽ là một tính từ. Và nghĩa của từ injured chính là bị thương. Bị thương. Từ vựng tiếp theo chúng ta có từ minimize. Minimize ở đây là một động từ và nghĩa của nó chính là giảm đến mức tối thiểu. Giảm đến mức tối thiểu. Giảm đến mức tối thiểu. Và ví dụ mình hay nói tắt đó chính là min ấy, đúng không? Nhỏ nhất, tối thiểu. Tiếp theo chúng ta có động từ revise. Revise, đây là động từ. Và nghĩa của từ revise này chính là hồi sinh. Hồi sinh hay là tỉnh lại đúng không? Revise. Từ vựng số 18 chúng ta có từ sterile. Sterile ở đây chính là tính một tính từ adjective và nghĩa của nó chính là vô trùng. Vô trùng. Sterile. Từ vựng số 19 cô có từ treatment. Treatment. Đây là một danh từ và nghĩa của từ treatment này chính là sự điều trị. Sự điều trị. Từ mới số 20 chúng ta có từ victim. Victim là danh từ và nghĩa của nó chính là nạn nhân. Từ vựng số 21 chúng ta có từ wheelchair. Wheelchair. Đây là một danh từ ghép và nghĩa của từ này chính là gì ạ? Xe lăn. Wheelchair. Và từ 22 cũng chính là từ mới cuối cùng chúng ta gặp ở trong bài. Đó là wow. Wow ở đây đó là một danh từ. Và nghĩa của từ wow này chính là vết thương. Vết thương. Wow. Vậy các bạn thấy là trong bài này cô đã hướng dẫn các bạn 20 từ mới. Và 20 từ mới này thì hầu như nó cũng chỉ xoay quanh về cái việc là chúng ta bị thương và chúng ta sơ cứu, cái cách sơ cứu đúng không ạ? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần số 2 La Mã, phần ngữ pháp.